Tùng chào mọi người nha. Thì tiếp tục trong clip hôm nay, Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người hai con máy của hãng Ben và hãng Shimano. Thì đây là hãng Shimano là con Saroya FW6000 nha mọi người nha. Đấy, FW6000. Đây, con này là full hộp luôn nha. Full hộp. Đấy. Con này con đầy cũ nha mọi người nha. Mà con đầy cũ này người ta săn rất là nhiều. Nhưng mà đa số những con đầy cũ bây giờ thì nó không có còn full hộp như thế này đâu mọi người. Nó chỉ là con máy thôi. Thì ở đây Tùng có một con là full hộp nha. Thì con này là chuyên câu nước mặn. Đó, X-Shift, X-Protect. Đấy. À, còn đây là con Ben. Con Ben Slammer 3, size 5,5. Đấy. Thì hai con máy này nó gần ngang ngửa giá tiền nhau nha. Cái cước này đánh số là Tùng mở ra cho mọi người á. Nhưng mà Tùng lười á mọi người. Tùng lười có nghĩa Tùng mở ra Tùng sẽ đỡ lại cho mọi người á, bằng Tùng mở ra Tùng sẽ quấn vô cái tờ cạc tông á, xong rồi Tùng theo cho mọi người á. Nhưng mà bận quá, người lười quá nên không có mở được cho mọi người. Đấy, nói chung là nếu mà Tùng rảnh là Tùng sẽ tháo ra cho mọi người. Đấy. Đây. Ben Slammer 3 size 5,5 và Saroya. Thì bây giờ Tùng sẽ làm con Ben Slammer 3 trước nhá. Thì đây là con Ben Slammer 3 size này size 5,5 nha mọi người nha. Này, mở bên nó còn nguyên này. Đó, tay quay nó còn đẹp luôn này. Đó, thì con này là tay quay màu vàng nha. Đó, đặc trưng của con Ben Slammer 3 tay quay nó màu vàng. À, đây là cái con máy chúng ta nha. Thì con Ben Slammer 3 này nó sử dụng công nghệ kháng nước IP6 mọi người. IP6 này là chống các tia nước mạnh bắn vào trong máy được nha mọi người nha. Đó, đó là công nghệ IP6. Đó, thì cái công nghệ này mọi người có thể là câu nước mặn được luôn nha. Con máy Ben Slammer 3 này là mọi người câu nước mặn được luôn. Và size 5,5 này là size gần như size chuẩn của nó mọi người. Nó không nặng cũng không có nhẹ luôn. Đó, radio nó là 5.6. Con này mắt rát của nó là 10 mấy ký mọi người, và nó sử dụng công nghệ Dura Rat này. Cái con này lúc trước có giá rất là cao, nhưng bây giờ giá con này cũng rẻ đó mọi người. Đấy, thì trong clip này giá là 2.450.000, Tùng sẽ bao ship cho mọi người nha. Còn nếu không thì Tùng sẽ lấy 2.400.000 thôi, thì mọi người sẽ tự chịu ship. Con này cói cũng rất là đẹp luôn. Đó, cói cũng rất đẹp. Thông số cước là 0.36 và được 210m nha mọi người. Đó, cói cũng đẹp nha. Đó, Ben Slammer 3 size 5,5. Cần gạt của nó. Đây, cần gạt của nó nè. Có mấy con này cần gạt của nó rất là mạnh nha mọi người nha. Rất là mạnh nè. Càng của nó nha mọi người. Thì con này đã sử dụng thì càng nó có trầy như thế này nha. Có trầy rotor nè, có xước sơn nè mọi người. Có trầy sơn nè. Đây là những cái phần khi mọi người xài con máy mà đã thanh lý á, thì nó sẽ có những con người ta sẽ giữ kỹ đẹp, còn có những con thì nó sẽ chày. Nhưng mà cái con này chày cũng không có nhiều đâu mọi người. Cái này là chày chứ chày sơn cái viền này, cái viền nó thôi. Này. Có chày nha. Con này size 5,5. Cái này thì mọi người đổi chiều. Đối với con này thì nó sẽ có cái ron chống nước hai bên nha. Còn cái con này nó cái phần này nó sẽ làm bằng kim loại nha mọi người. Ron chống nước nè. Thì đó, cái con này nó giống như con Ben Authority mọi người. Authority mà Tùng có làm clip rồi á. Cái màu sắc nó cũng giống nha. Nhưng mà chất liệu con này nó không bằng con Ben Authority đâu mọi người. Tùng mở cho mọi người con bên trong nha. Authority thì nó sử dụng cái công nghệ cao cấp hơn rồi. Còn những cái con này nó sử dụng các cái thứ nhất là chất liệu, và thứ hai là công nghệ nó không bằng con ở đâu mọi người. Con cái giá nó tới 10 triệu lận. Con này giá mới nó có 3 triệu mấy thôi. Thì bây giờ nó cũng rẻ rồi. Con này bây giờ nó thanh lý lại cũng rẻ. Đấy. Thì bên trong nó sẽ có lông đờn này, phần tạm thanh này và thép đen. Thì thép đen này là mặc định nó cứng nha mọi người nha. Đấy. Thì công nghệ chống nước IP6 thì nó sẽ làm một cái ron ở trong này, nó sẽ ôm sát cái trục này, trục đen này, và có 3 con ốc. Thì con máy này nó cũng nguyên zin luôn nha mọi người nha. Nó tùng kiểm tra kỹ rồi. Thì mở nó này. Con này cũng như zin luôn, chưa có tháo mở gì đâu. Đấy, người ta chỉ chăm dầu thôi. Đây, mở nó rồi, mở này mở zin nó luôn nha. Đây, đây là bên trên đó nè.
giá con này bây giờ nó cũng rẻ rồi, 2.450.000 nha. Lúc trước thì nó mắc, bây giờ nó rẻ hơn đó. Mobin nói, Mobin cái con này kêu tiếng cũng giống như bên Authority luôn rồi, cái tiếng nó cũng giống nha. Đây là phần ron trong nước của nó mọi người, nó sẽ ôm bên này này, đó. Thì nó sẽ đẩy phần nước ra đây, đẩy phần nước ra hai bên nha. Con này thì mọi người về câu biển, zip cũng được luôn rồi, zip biển cũng được luôn, trọng lượng 500+ gram. Ok, giờ tôi Tùng sẽ quay cho mọi người coi nha. Khi có đối con này nó sẽ là răng vặn hai tầm, khi mọi người cầm á hay khi mọi người nhận máy á thì cái này nó sẽ nằm ở trên này, thì mọi người sẽ xoay nó xuống nha, xoay xuống như thế này thì có nhiều lúc á nó sẽ hơi dính chỗ này, mọi người sẽ đẩy xuống cái Tùng nha. Đó, có nhiều anh em không biết, tôi đang vặn hai tầm thì mọi người chỉ cần vặn tới thôi. Thì con bên Slammer 3 và bên Slammer 4 đặc trưng nó là màu vàng, màu vàng rất đẹp. Còn chỉ có bên Slammer 4 ít á thì nó sẽ là màu đen trắng thôi mọi người. Nè, hoạt động thì êm mượt nha, bình thường. Đó, bình thường thôi. Anh em thích con này thì lấy về câu nha mọi người nha, 2.450.000. 2.450.000 Tùng bao ship cho mọi người luôn. Còn anh em mà không thích bao ship á thì Tùng sẽ đỡ 2.400.000 nha, anh em chịu ship. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua con Saraoya nha mọi người nha. Con máy giá rẻ hay là con máy giá cao thì nó tùy thuộc vào tình trạng con máy nè mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua con Saraoya SW6000 này nha mọi người nha. Đây, đây là một con đời cũ nhưng mà được rất nhiều anh em săn đón, tại vì con này rất là châu bò luôn người nha. Ra tô nó là 5.7 nè mọi người, trọng lượng nó chỉ có 465g thôi, tại vì trọng lượng con này nó sử dụng công nghệ Hagen nha mọi người, nó sử dụng cái công nghệ Hagen nên nó sẽ làm trọng lượng con này nhẹ hơn. Nó con này 465, nó nhẹ hơn con Ben nha mọi người nha, con Ben kia nó sẽ nặng hơn. Đấy, và đây là các công nghệ của nó nè, X-Shift nè, X-Cell, X-Protect nè, là các công nghệ mà chơi nước mặn được nha mọi người nha. Và nó ký hiệu là SW. Đấy, những con nào mà ký hiệu SW thì chơi vô tư, còn những con nào sử dụng con US á thì chơi vô tư luôn nha mọi người nha, tại tại nó để trang bị những cái ron trong nước. Đây, cái tay quay nó cái dính cám này, cái này về mọi người ngâm nước nha, ngâm nước hạt chớ nước sôi lên cũng được thì nó sẽ nở ra, mọi người sẽ chà phần này đi nha. Thì tay quay này nó có trầy nè mọi người, trầy mấy cái khớp này đây nè, gập gập xuống này nó bị trầy thôi. Đấy, tay quay còn ok nè, ok hết. Núm này núm zin đó nha, nhưng mà núm zin này nó nhẹ, nó không có giống như con Saraoya đời mới. Saraoya đời mới thì cái núm này nó rất là nặng, còn cái con đời cũ thì cái núm này nó nhẹ lắm người, nó nhẹ hiều à. Đấy, nó rất là nhẹ nha. Rồi đó, cái con này full hộp luôn nha mọi người, cái bịch của nó này, lúc mua này trong này là có hộp sắt, hộp sắt lông đờn đó, lông đờn nó này. Con này là full box không thiếu gì hết nha mọi người nha. Đó, full box không thiếu gì hết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua con máy. Cái con máy này á, cái con máy này thì nó sẽ có chày xước nha mọi người nha, tại vì cái con này là anh khách anh mua một đời chủ nha. Đó, con này là một đời chủ nha, xài tới bây giờ này. Đấy, hàng là hàng của Malaysia xuất nha, đa số Shimano là do Malaysia xuất hết nha mọi người nha, chỉ có những con nào mà do Japan xuất thì giá nó sẽ cao. Đấy, thì con này nó có trầy xước, thì con này mọi người cứ thôi về là zip, zip về mọi người xài size 5000 đến 6000 thì mọi người thôi zip vô tư luôn. Đấy, đây là cái phần dưới nó nè, dưới đít này nó có xước nè mọi người. Đấy, rotor nè, phần rotor, phần càng nó sẽ có chày nha mọi người nha. Còn đây là chày sơn, chày sơn cói thì nó có chày sơn này, nó xước sơn này. Đó, con này thì nguyên zin nha. Đó, thông số dây nó mọi người nè, thông số dây cho BE này, dấu số 3 và 300m, cước này vào 0.37 và 190m nha. Đó, nói chung là cói nó cũng có chày luôn. Con này được cái nguyên zin, nguyên zin xài một đời nó, xài một đời nha, người ta đến bây giờ người ta dư kỳ lắm người, xài tới bây giờ thì nó sẽ chạy như thế này nha.
Đây là bên trong của nó, nguyên zin nha, bên trong nó nguyên zin chưa đụng chạm hết, anh chỉ châm dầu thôi, câu về anh đó, châm dầu vào để cho nó êm mượt, nó ốc đồ của y nguyên hết nha. Thì cái con máy này Tùng bán là 2.7 triệu nha mọi người nha, full hộp nha. Đa số cái con này size 6.000 á, bây giờ người ta thanh lý lại toàn là không hộp không mọi người, tại giờ kiếm những con mà full hộp rất là khó luôn, là khi người ta thanh lý lại giá là dao động ở khoảng 2.4 đến 2.5 triệu đối với con 6.000 không hợp, còn đối với những con 5.000 thì giá của nó khoảng 2.3 đến 2.5 triệu tùy nha, tùy tình trạng. Con 6.000 thì giá nó sẽ cao hơn. Đấy, tùy tình trạng đẹp hay xấu nữa. Thì con này full hộp nha mọi người nha. Rồi, bây giờ Tùng sẽ quay cho mọi người coi nha. Đối với dòng tay quay vang vặn á, thì mọi người chỉ cần siết lại như thế này thôi. Đây. Thì con máy này là êm mượt nha mọi người nha. Đây, êm mượt. Đây, anh em là mua con này về thở câu biển, đi zig, câu giải bình thường hết nha. Rồi, ok, nếu mọi người thấy hay đỡ lọc like một cái giúp Tùng này. Và cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.